Chúa ở cùng anh chị em Giờ cùng cha Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát theo Lời Chúa nhìn nhân Chúa Khi ấy Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia đến miền dê ra ra thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mù mã đi ra Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy Và, chúa và chúng kêu lên rằng Lại ông giê -xu, con Thiên Chúa Chúng tôi có can chi đến ông Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sau Cách đó không xa Có một đàn heo lớn đang ăn Các quỷ này xin người rằng Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo người bảo chúng rằng cứ đi chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo tức thì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước các người chăn heo chạy trốn về thành báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu khi gặp người họ xin người rời khỏi dùng của họ đó là lời chúa lời chúa Kitô người thiên chúa kính thưa ông bạn chị em trong tông thư Patrice Codd trái tim của người cha sau phần mở đầu nêu lý do khai mở năm đặc biệt về thánh du xe và nhắc sơ lược về cuộc đời của thánh cả đức thánh cha đã đưa ra bảy điểm giúp chúng ta chiêm ngắm các đức tính của thánh cả du xe chúng ta sẽ lần lượt chiêm ngắm về các đức tính này Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm ngắm ở điểm thứ nhất Thánh Du Xe Người Cha Yêu Thương Về điểm này trước hết Đức Thánh Cha đưa ra nhận định như sau Sự vĩ đại của Thánh Du Xe ở chỗ là Ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha của Chúa Giêsu. xu sự vĩ đại ấy nối theo như lời thánh doan kim khẩu thể hiện qua việc thánh cả đã tự đặt mình phục vụ toàn bộ kế hoạch cứu rỗi, còn thánh giáo hoàng phaolô sáu thì chỉ rõ ra rằng thánh cả đã biến ơn gọi sống tình yêu gia đình của phạm nhân thành sự dân hiến siêu phàm chính mình. Dân thương bạn chị em như vậy có thể nói sự vĩ đại của Thánh Giuse Xe nằm ở chỗ là Ngài đã chấp nhận biến tình yêu phàm nhân thành sự dân hiến chính mình để dân theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trở thành bạn thiên liêng của Đức Maria thay vì trở thành chồng xác thịt, trở thành cha đầy yêu thương của Chúa Giêsu, dù rằng chỉ là người cha nuôi mà thôi. Chúng ta sẽ dễ ra dễ dàng nhận ra điều này khi nhìn vào các biến cố liên quan đến cuộc đời của thánh cả Giuse. Trước hết, chính vì yêu thương mà khi Đức Maria mang thai không phải do thánh cả và khi được mộng báo là do quyền năng của chúa thánh thần thì thánh cả du xe đã mạnh dạn ngay lập tức rước đức maria về nhà mình để thi hành trách nhiệm của một người chồng của một người cha theo như ý định của thiên chúa trao phó và cũng chính vì yêu thương Mà khi thiên thần mộng báo Là phải mau trốn khỏi sự bách hại Con trẻ của vua Herode Thánh Du Xe đã không quản ngại những hiểm nguy Vất vả ngay trong đêm Đã đưa con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập Vợ đó sống cái thân phận một người lữ khách với trách nhiệm nặng nề là phải lo cho gia đình nơi vùng đất khách quê người. Và thương bạn chị em cũng chính vì yêu thương mà khi trở về sống ẩn dật ở làng quê Nazareth trong một hoàn cảnh nghèo khó, Thánh Du Xe đã ân cần lao nhọc với nghề mộc để lo lắng cho vợ mình là Maria và con mình yêu thương là Chúa Giêsu. Và cuối cùng, chính vì yêu thương mà khi Chúa Giêsu bước vào giai đoạn thi hành sứ mạng công khai, Thánh Giuse đã âm thầm lui gót để cho Chúa Giêsu nổi bật và sáng lên. Thương bạn chị em chính những điều đó đã tô đậm hình ảnh người cha đầy yêu thương nơi thánh cả du xe và vì đã chu toàn vai trò làm cha của mình một cách trọn vẹn cho nên thánh cả du xe đã được thiên chúa tôn vinh được mọi người yêu mến và đặc biệt được các kitô hữu chúng ta coi như là một người cha thiêng liêng của mình và người khi tô hữu chúng ta thương bạn chị em thường hay được nghe thấy cái câu về thánh gã du xe như là một lời nhắc nhở hãy đến cùng du xe đến cùng du xe đây là cái lời mà pharaoh đã nói với dân chúng trong nạn đói ở đất Ai Cập. Hãy đến với du xe để được du xe ban phát lương thực làm của ăn trong lúc đói khát. Ngày nay thương bạn chị em, chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng hãy đến với thánh du xe, hãy đến cùng thánh du xe một người cha đầy yêu thương để được ngài chăm sóc giữ gìn thưa ông bạn chị em đứng trước sự bùng đi phát lại của cơn đại dịch covid và cho đến bây giờ cơn đại dịch đó nó vẫn còn rất phức tạp chưa có dừng lại thì chúng ta cũng nhớ lại kinh nghiệm của dân chúa mỗi khi đối diện với đại dịch dân chúa thường hay chạy đến với thánh cả du xe xin ngài gìn giữ xin ngài cứu giúp và thương bạn chị em lời cầu xin của dân chúa không bao giờ bị bỏ qua mà luôn luôn được đáp trả giờ đây chúng ta cũng đứng trước cơn đại dịch Chúng ta cũng hãy chạy đến với Thánh Du Xe Xin Ngài cầu thai nguyện giúp cho chúng ta Và chúng ta tin tưởng rằng Khi chúng ta cầu bầu với Thánh Cả Du Xe Chúng ta sẽ được đáp lời Dầu rằng cơn dịch có thể chưa qua ngay Nhưng chúng ta tin rằng Chúng ta sẽ được bình an Và thế giới với lời cầu bào của thánh cả du xe sẽ sớm thoát cơn đại dịch xin cho mỗi người chúng ta luôn nhớ chúng ta có một người cha thiêng liêng là thánh cả du xe để mỗi khi chúng ta có điều gì chúng ta biết chạy đến với cha của mình xin cha cầu bào cùng chúa gìn giữ ban ơn cho chúng ta để chúng ta thoát những khó khăn trong cuộc sống amen